Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất trong ngày và trong tuần. Bắt đối tượng Lý Đình Khánh giết 4 người, đốt nhà tại xã Quang Trọng, Thạch An. Rạng sáng ngày 7 tháng 5, tại cụm dân cư Kéo Trả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, Thạch An đã xảy ra vụ giết người thảm khốc khiến 3 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương và chết trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, sinh 1987, cùng trú tại địa chỉ trên đã bị bắt giữ. Đại tá Nguyễn Sơn Tuấn, trưởng công an huyện Thạch An cho biết. Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 5, đối tượng Khánh đến nhà của chị Triệu Thị Phương, còn gọi Khe, sinh 1984 và có ý định hiếp dâm. Khi đó, Phương cùng hai con là Triệu Thị Kim Ngân, sinh 2008 và Triệu Quỳnh Nga, sinh 2012 đang ở nhà. Khi không thực hiện được ý đồ, Khánh đã dùng dao chém chị Phương. Chị Phương chạy đến nhà em chồng là Triệu Văn Long, sinh 1992, cách nhà khoảng 100m kêu cứu. Lúc này anh Long không ở nhà, chỉ có vợ là Triệu Thị Coi, còn gọi Hương, cùng hai con là Triệu Văn Tiến, sinh 2012 và Triệu Nhật Uyên, sinh 2016, cùng bà nội là Lý Thị Dâm, sinh 1932. Đối tượng Khánh tiếp tục truy sát khiến chị Phương, hai cháu Tiến và Uyên chết tại chỗ. Bà Dâm bị chém trọng thương, chị Coi đã chạy thoát. Chị Triệu Thị Coi bàng hoàng kể lại, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu, chị Phương người đầy máu chạy vào nhà, sau đó Khánh xông vào nhà trên tay cầm dao. Tôi vùng chạy ra ngoài gọi điện thoại kêu cứu, một lúc sau thì mọi người đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Bố mẹ chồng của chị Coi là Triệu Văn Phụng và Triệu Thị Xuân, sau khi nhận được tin báo của con dâu đã chạy từ dưới xóm lên, đi dọc đường gặp hai con nhỏ của Phương đang chạy ngược lại. Ông bà bảo cháu trốn đi và tiếp tục chạy đến nhà Phương. Thấy nhà đóng cửa, còn Khánh đang ở bên trong đập phá đồ đạc và đốt nhà Phương. Căn nhà gỗ có 2 xe máy, 1 tivi và toàn bộ tài sản bị đốt cháy hoàn toàn. Ông Đinh Văn Hoàn, trưởng công an xã Quang Trọng thông tin, sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, tôi báo cáo chính quyền xã và công an huyện Thạch An, đồng thời huy động lực lượng công an xã, dân quân tiếp cận hiện trường. Phát hiện đối tượng Khánh đang trốn gần đó, đã tiến hành bắt giữ. Khi phát hiện bà Dâm còn sống, chính quyền địa phương đã đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Dâm đã chết trên đường đi. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thạch An đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và phối hợp lực lượng công an tỉnh vây bắt, xử lý đối tượng gây án, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các nạn nhân đều là dân tộc Dao, còn đối tượng Khánh đã có gia đình và hai con, đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Ủy ban Mặt trận Trung ương tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An đã đến chia sẻ, động viên gia đình bị hại và làm công tác ổn định tư tưởng, trấn an dư luận xã hội. Trước mắt, Mặt trận Trung ương tỉnh trích từ quỹ cứu trợ tỉnh 25 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân, Hội chữ thập đỏ huyện, quỹ bảo trợ xã hội huyện, quỹ trẻ em huyện Thạch An hỗ trợ gia đình nạn nhân trên 22 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi. Và đồng thời quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất từ chúng tôi ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin chân thành cảm ơn.